Mọi người thường hay hỏi đây là cái gì đây, hôm nay mình quay cho mọi người xem đây này. Đây là men tiêu hóa. Đây là một loại Men tiêu hóa. enzyme nhé. Thế mình dọn dẹp vệ sinh cho chúng nó đấy mọi người. Đấy, nó lột xác ra nhiều. Kia là cái lưới tản nhiệt mọi người nhé. Hệ thống làm mát đấy. Đây là nhiệt độ. Nhiệt độ thích hợp của nó là 29 đến 30 độ. Giới thiệu mọi người, đây là hệ thống quạt hút này. Con này nó ngửi thấy mùi thức ăn muốn phi ra này. Con này khả năng thả mở chuồng phát nó phi ra nó ăn ngay. Mở thấy con đấy nó ra rồi. Bên này, qua bên này. Mở thử ra, ra nó săn mồi. Để ngoài xem nó xuống nó đớp mồi luôn. Đẹp luôn đấy. Vâng nghe. Hết một con.
tưởng đớp tranh cướp mùi của nó đấy. Đây, xin mời, xin mời. À đây mày ơi, tính tao quay tí làm gì mà tấn công ghê thế. Tưởng mình ăn trộm ăn cướp của nó như thế mà. Vâng, chạy mồm mồm. Một con này tầm thời điểm này nó phải ăn hết 3 đến 4 con vịt con này mọi người nhé. 4 con mồi, mỗi con cho ăn 4 con. Nó ăn này nó ăn được hơn chỉ cho ăn thế thôi. Đầu xuống chợ luôn nó làm việc khó ra cậy mồm nó rộng. Xoay dần. Nó kia tấn công ngay đấy các bạn này. Con này ăn ghê quá nhỉ. Tranh cướp. Không bao thích ăn từ đầu xuống. Đâu đuổi. Sợ lấy con mồi nó đuổi. À, đóng cửa này rồi. Đớp này. Ăn cắn cả đĩa. Cắn cả đĩa. Hết kìa. Hết. Gãy răng. Cho vào luôn.
đấy mọi người ạ. Cho gian ăn thì nó đấy phi giờ kia, cái này là việc nhẹ lương cao đó, cứ thả ra thì chia đĩa chia đĩa xong rồi thì cứ lấy được thôi, thả vào là đã xong rồi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà yếu tim hay là nhát gan là không chăm cho ăn đâu, bởi vì cái mùa này rắn nó rất là hung dữ, nó phi ra có những con nó nhảy ra nó tấn công luôn này. Con này sẽ rất là nguy hiểm. Đây là mình cho ăn quen rồi thì mình không thấy sao, nhưng mà người khác mà giật mình là chạy ngay. Đấy, công việc của mình hàng ngày thì nó chỉ có thế này thôi, và là việc nhẹ lương cao, lương 100 triệu tháng đấy. Bạn nào mà muốn làm thì liên hệ mình sẽ tuyển thêm người cho gian ăn. Cho chúa ăn thì hổ mang chúa ăn thì lương cao hơn, 200 triệu. Thôi có lẽ là chỉ quay lại thế cho mọi người xem thôi, đã biết cái công việc của mình nó diễn ra như thế nào rồi. Chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.